Yosuke. Yuzan bắn rổ cự ly trung bình. Lần này thì bóng đã vào rổ rồi. Lần thứ 3 kể từ đầu trận. Sự giữ nghịch lại thì Sài Gòn Heat đã có 6 pha bắn 3 nhưng chưa có một lần nào thành công. Đến lần thứ 7 thì Yuzan. Anthony Sunbird. Không có gì phải vội vàng đối với Heat ở thời điểm này. Yuzan đột phá. Và đột phá vào thắng bắn rổ rất hiệu quả. Lại thêm một tình huống. Yuzan. Những tình huống luân chuyển bóng rất nhanh của đội chủ nhà và đây là ai điểm được do công của võ Kim Bản. Trận đấu thứ hai này còn lại 40 giây nữa là kết thúc. Quả đá ba của Chris Yuzan. Quả đá ba thành công thứ rổ thiết lực của anh đưa bóng thẳng vào tay của Yosuke và đường chuyền bật đất của Chris Yuzan để cho Yosuke lên. Đây là Yu Minh An. Susan bắn rổ 3 điểm ở chính diện với bắn rổ và đó. Chris Susan. Cú bóng chính xác của Chris Susan. Sau tấn công của các cầu thủ Sài Gòn Heat. Cho đến tận hiệp thi đấu thứ tư này thì bên phía Sài Gòn Heat các cầu thủ dự bị của họ chỉ mới vừa được có vỏn vẹn 7 điểm. 3 điểm của Lê Quang và 4 điểm của Kim Ji-su. Thưa quý vị, trận đấu giữa Sài Gòn Heat và Nha Trang Dolphins đã khép lại với chiến thắng 88-64 nghiêng về cho đội chủ nhà. Và đứng cạnh tấm bảng ngay lúc này đây là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Player of the Game, Christian Chuya. Hey, congratulations. Hey, congratulations. Nice shot, by the way. Oh, thank you. Actually, a win for Sài Gòn Heat is not a surprise thing, but how you guys won today, it still surprised people because everyone think that Sài Gòn Heat will save energy for the playoffs. But why you guys still send the best today? Yeah, I mean, basketball is a game of momentum, and we want to have a good momentum going into the playoffs. So we're not here to rest right now. We want to make sure we're playing our best basketball, and we have a good rhythm going to the playoffs. So we respect all of our opponents. The Trang's obviously a really good team. Our game on Wednesday, really good team. So we got to take every opponent the same way. And our first game like this, a good chance for you guys to try some new tactics. New tactics? Oh, yeah. I mean, we pressed a little bit. It just kind of depends on the team. But we're just really worried about us and how we're playing defensively, offensively, you know, going into the playoffs. And the last question, if you need to choose a local to be the player of the game, who is he? Oh, that's a hard question. That's a really tough question. Ang, I can't do player this game. I think recently Ang has been playing really, really well. He's just been really consistent for us, making plays, amazing defensively. He played Qua really well tonight. So I'll probably give it to him right now. But all of them are doing amazing, and we can't win these games without all of them. Totally agree. Thank you again. Thank you. Appreciate it, guys. Vâng, thưa quý vị, ở câu hỏi đầu tiên khi Tú Văn hỏi Christian Chuyang rằng là khi mọi người đều cho rằng là Sài Gòn Heat sẽ không chơi bung sức vì sẽ dưỡng sức cho trận playoff, các trận đấu quan trọng ở playoff thì Sài Gòn Heat lại khiến cho nhiều người bất ngờ khi họ vẫn chơi hết mình và dường như là tung ra đội hình mạnh nhất trong các trận đấu khi mà họ đã chắc suất playoff. Thì Christian Chuyang cho rằng là bóng rổ thì tất cả đều là chơi vì những khoảnh khắc và họ muốn chơi hết mình, cháy hết mình trên sân, nên là họ không có những tính toán thật sự là quá nhiều ở những trận đấu này. Và khi được hỏi rằng là những trận đấu như thế này với tâm lý thoải mái có phải là một cơ hội tốt để mà thử những phương án chiến thuật mới không, thì anh Chu Giang đã cho rằng là cũng có thể, bởi vì đây là những cái trận đấu mà họ có thể thử nhiều phương án và đặc biệt là ở cả phòng ngự lẫn tấn công. Và ở câu hỏi cuối cùng khi hỏi Chu Giang rằng là nếu mà chọn một cầu thủ nội binh để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu thì đó sẽ là cái tên nào, thì Chu Giang cho rằng đó là một câu hỏi quá khó, bởi vì cả đội của anh đều thi đấu rất nỗ lực, rất tốt và dàn cầu thủ nội binh cũng đã thi đấu rất ấn tượng. Nhưng có lẽ là Dương Minh An, người chơi rất là ổn định trong trận đấu, những trận gần đây và đặc biệt là trận đấu này, thì sẽ là cái tên được anh lựa chọn.